Điểm dừng tiếp theo, cô trước bạn Đường Trấn Vũ đề nghị quý khách cùng VinBus xây dựng văn hóa xe buýt, giao tiếp thân thiện, hành vi văn minh, lịch sự, nhường ghế cho đối tượng ưu tiên, không nói to, sử dụng điện thoại loa ngoài gây ảnh hưởng đến người xung quanh. VinBus thực sự từ trái tim. Điểm dừng tiếp theo, chùa Trấn Quốc.